Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Kỳ Loan và đây là channel dành riêng cho các mẹ bầu và mẹ bỉm sữa để chia sẻ những kinh nghiệm về mang thai, làm mẹ, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Các mẹ bầu ơi, trong toàn bộ thai kỳ thì chúng ta vẫn thường được khuyến khích sử dụng các loại rau xanh một cách thường xuyên để cung cấp những chất xơ, vitamin và các khoáng chất dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mình. Rau xanh thì có tác dụng thực sự quan trọng đối với bà bầu. Tuy nhiên thì không phải loại rau củ nào thì cũng tốt cho thai kỳ. Có nhiều mẹ phân vân với mình rằng bà bầu thì liệu có ăn được hoa chuối, hoa thiên lý hay không? Thì hôm nay mình sẽ làm video này để chia sẻ cho các mẹ để trả lời cho câu hỏi bà bầu có ăn được hoa chuối, hoa thiên lý không? Hoa chuối, hoa thiên lý thì đây là hai loại thực phẩm vân vã và có thể dùng làm các món nộm gỏi và hoặc là ăn đơn giản như một món rau hàng ngày cũng rất là ngon miệng. Bên cạnh đó thì nó lại chứa những nhiều chất dinh dưỡng và tác dụng đối với mẹ bầu như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 1. Bà bầu có ăn được hoa chuối hay không? Hoa chuối thì theo cảm quan mình thì nó có vị ngọt và có chút đắng nhẹ. Theo đông y thì nó có tính lạnh và có nhiều công dụng đối với sức khỏe để chữa các chứng bệnh như đầy hơi, khó tiêu, hay ợ chua, hay là các vấn đề về hoa mắt, chóng mặt, đau đầu hay rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ, và để giúp thông huyết mạch và có tác dụng lợi xương tủy. Hoa chuối thì có hương vị tự nhiên như adiso và chúng ta có thể dùng được cả phần vỏ bên ngoài và phần lõi bên trong. Và trong hoa chuối thì chứa cung cấp nhiều calo, protein, các loại chất béo và những dưỡng chất cần thiết, vitamin rất tốt cho với phụ nữ mang thai. Các mẹ đã biết những công dụng của hoa chuối chưa ạ? Nó có rất là nhiều tác dụng đối với phụ nữ mang thai. Thứ nhất thì đối với mẹ bầu bị thiếu máu hay có nguy cơ tiểu đường thì ăn hoa chuối đó là một lựa chọn rất là tốt. Ăn hoa chuối thì sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu, đồng thời nó có hàm lượng chất xơ và hàm lượng sắt cao, do đó rất hữu ích cho việc bổ sung máu cho mẹ bầu. Bên cạnh đó thì hoa chuối sẽ giúp làm giảm việc vấn đề chảy máu và các triệu chứng của việc ốm nghén. Ăn hoa chuối đặc biệt là ăn hoa chuối luộc thì sẽ giúp bạn làm giảm hiện tượng đau bụng, chảy máu thường xuyên xảy ra trong nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Và do có hàm lượng magie cao, do đó đây là một thành phần tuyệt vời để cải thiện điều trị những cái chứng buồn nôn và trong nhất là trong giai đoạn thai nghén của mẹ. Bên cạnh đó thì hoa chuối còn có tác dụng trong việc mau lành vết thương, đặc biệt là tốt với phụ nữ sau sinh. Hoa chuối thì trong hoa chuối có chứa ethanol, thì trong thành phần rất có lợi trong việc thúc đẩy tiến trình mau lành vết thương sau sinh. Ngoài ra thì hoa chuối còn hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh, do đó ngăn ngừa vấn đề nhiễm trùng. Do vậy thì bạn nên ăn nhiều hoa chuối trong giai đoạn sắp sinh và sau khi sinh. Bên cạnh đó thì hoa chuối còn có tác dụng trong việc thúc đẩy dòng chảy của sữa mẹ. Đây là một thực phẩm lợi sữa, tăng tích sữa. Các mẹ nhớ nhé, do đó trong quá trình mang thai và sắp sinh và sau sinh thì chúng ta đều có thể bổ sung hoa chuối để có một nguồn sữa mẹ dồi dào cho em bé phát triển khỏe mạnh. Trong hoa chuối thì có rất là nhiều các loại vitamin, vitamin A, C, E đều giúp tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh cho mẹ bầu, ngăn ngừa lão hóa da và chăm sóc da cho phụ nữ đẹp hơn. Và đặc biệt tốt là trong hoa chuối rất là nhiều chất xơ, do đó tốt cho các chị em có vấn đề về tiêu hóa, tốt cho vấn đề về đường ruột. Mình nhớ có một món hoa chuối rất là ngon khi mình mang thai được ăn, đó chính là món bắp chuối hầm cá chép. Cá chép thì rất là thơm ngon bổ dưỡng rồi, và hầm với rau chuối nữa, hoa chuối nữa thì rất là ngon và thực sự rất bổ dưỡng. Bên cạnh đó thì các mẹ có thể bổ sung món gỏi vịt,
gói thịt vịt cộng bắp chuối và cho tiếp một chút lạc rang vào, rất là thơm ngon. Vì vậy thì đối với hoa chuối thì mẹ bầu chúng ta hoàn toàn có thể ăn và nên bổ sung vào thực đơn thai kỳ hàng ngày, và các mẹ sau sinh cũng có thể thường xuyên ăn hoa chuối, tốt cho cả mẹ và thai nhi phát triển. Thứ hai, bà bầu chúng ta có ăn được hoa thiên lý hay không? Hoa thiên lý thì đây là một thực phẩm cũng rất là giàu dinh dưỡng. Nhưng liệu bà bầu có ăn được hoa thiên lý có an toàn cho sức khỏe của em bé hay không? Các mẹ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Hoa thiên lý thì đây là một thực phẩm được dùng làm nguyên liệu ở đông y, tức là trong y học. Do trong hoa thiên lý có nhiều chất bổ dưỡng đối với sức khỏe, chính vì vậy theo những kinh nghiệm của mình thì các mẹ nên bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu này vào trong cơ thể từ hoa thiên lý. Trong hoa thiên lý có một nguồn dinh dưỡng khủng, các mẹ cùng xem nhé. Theo đông y thì hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, ôn hòa. Đây là vị thuốc giúp an thần, giúp ngủ ngon và giảm tiểu đêm, đỡ mệt mỏi và đau lưng, có tính chống viêm và phòng tránh các bệnh tật. Đó, rất là tốt cho mẹ bầu. Thành phần dinh dưỡng trong hoa thiên lý có thể kể đến các chất xơ, chất đạm, bột đường, rất là nhiều loại vitamin, có thể kể đến vitamin C, B1, B2, đặc biệt là có vitamin A và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, phosphor, sắt, kẽm, và những hàm lượng này thì rất là cao. Đó, đó chính là nguồn dinh dưỡng khủng từ hoa thiên lý. Do vậy thì đây chính là một loại rau rất là tuyệt vời cho mẹ bầu. Canh thiên lý thì vừa là một thức ăn, vừa là một thuốc món bổ dưỡng giúp thai nhi phát triển toàn diện và tăng sức đề kháng cho mẹ, chống lại được nhiều bệnh tật và nhiều nguy cơ về bệnh tật. Đặc biệt là hoa thiên lý đã trở thành một trợ thủ đắc lực để khắc phục những hiện tượng, những triệu chứng khi bà bầu gặp phải khi mang thai. Khi mang thai thì cơ thể chị em mình thường xuyên có thân nhiệt nóng hơn so với người bình thường. Nhất là những ngày hè nóng bức thì chúng ta có thể bổ sung hoa thiên lý và thực đơn hàng ngày để giúp tăng cường sức đề kháng, phòng rôm sảy và giải nhiệt, làm thanh mát cơ thể. Và bên cạnh đó thì chị em mang bầu chúng ta thường lo sợ cảm giác tăng cân quá nhanh, mập xấu sau này giảm cân sẽ khó. Nhưng đối với hàm lượng chất xơ giàu có trong hoa thiên lý thì nó sẽ giúp một phần chị em ổn định về cân nặng, lại đủ dưỡng chất cho thai nhi, cung cấp nhiều dưỡng chất cho thai nhi phát triển mà không lo quá về vấn đề chất béo và tăng cân. Chính vì vậy, mẹ bầu chúng ta không được quên món rau thiên lý vào bữa ăn hàng ngày nhé. Một tuần chúng ta có thể ăn 1 đến 2 lần, thậm chí là 3 lần là vừa đủ, cũng không nên ăn quá nhiều. Ngon bổ, cải thiện sức khỏe cho mẹ bầu. Chúng ta thì có thể làm các món như là thịt bò xào hoa thiên lý rất ngon, hoặc là canh, các loại canh. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho chị em về những giá trị dinh dưỡng, công dụng của hai loại rau, đó chính là hoa chuối và hoa thiên lý. Như vậy thì các mẹ chúng ta đã tìm được câu trả lời rồi phải không nào? Các mẹ bầu nên tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng có trong những loại thực phẩm dân dã này để có một thai kỳ khỏe mạnh. Kết hợp với chế độ luyện tập, thể dục, thể thao, đều đặn uống sữa, các loại vitamin phù hợp để có một thai kỳ lành mạnh. Hơn thế nữa thì các mẹ hãy nhớ là chúng ta cần phải chọn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của mình nhé. Các mẹ có thể tự trồng hoặc là mua ở siêu thị. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn nhé. Đừng quên cập nhật những thông tin hữu ích bổ ích nhất bằng cách hàng ngày theo dõi kênh làm mẹ của mình. Và nếu các mẹ có câu hỏi gì hay quan tâm đến vấn đề gì cần mình chia sẻ giải đáp thì hãy comment ở bên dưới nhé. Dạ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.